Chào anh em nha, thì hôm nay bắt đầu em giao máy về Đồng Nai nha anh em. Đây, máy đây. Máy em đang làm bảo dưỡng động cơ mới 100% luôn nha. Đấy, yên tâm luôn. Đây. Xong luôn, cảm ơn em rất nhiều luôn nha. Đây, nhận chân đây. Hôm nay thì nhận một máy về Đồng Nai. Đây, bắt chủ máy đây ha. Rồi, cảm ơn em. Một máy DC 70 giọng mới và động cơ mới. Máy này thì chỉ có làm thay động cơ mới, của nó là một số thứ rồi ha. Rồi, hôm nay em bắt đầu ráp cái động cơ mới này vô nha. Để động cơ mới chầm chầm luôn. Mới chầm chầm. Máy này hôm nay là dàn chân em cũng mới làm xong luôn, hộp số đang kiểm tra. Đây. Động cơ mới chầm chầm. Đây, máy bây giờ đã gần hoàn thành rồi nha. DC70 Plus ráp động cơ mới, xích mới. Đã xong. Thì chuẩn bị lên xe về Đồng Nai. Cũng cuốn làm đẹp đẽ cho anh em luôn. Máy về Đồng Nai đã xong rồi nha. Siêu đẹp luôn. Động cơ mới 100%. Chào anh em nha. Thì hôm nay sáng sớm em sẽ quay một số máy trong kho nha, để mà nắng quay cho đẹp. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây, sao cũng khu của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Rồi, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Đây, chiếc này giờ đang làm hộp số đã làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu vực mình chuyên bày máy ha anh em đó. Đây cái loại máy thoải mái nha. Rồi, cảm ơn. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, mà giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm.
ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây cho anh em dễ nhận diện nha.